tắt cái này đi. Mày tắt cái này đi chứ. Mày tắt cái này đi, nhớ chưa? Đây này, tắt rồi đi. Đấy. Mọi người toxic chồng nhá. Mọi người nói là tại sao chồng mua make up skin care vợ là money một chút. Ê, vợ mua mất mình mà. Ừ. Tại sao vợ không mua mắc money, vợ mua là money một chút là mọi người toxic chồng. Mình mà nè, vợ xinh gái tại sao mắc money. Đi xuống ăn cơm đi. Vợ ăn rồi. Ăn chưa? Ăn rồi. Dạ, aku udah makan kok guys. Karena ganggu wae bojoku ki kok. Lanjut. Suamiku lho ganggu wae.